Nâng nâng sau chiến thắng 2-0 trước Palestine vào tối 11 tháng 9, Công Phượng, Văn Toàn hay Đình Triệu là những cái tên được nhiều người hâm mộ Việt Nam nhắc đến. Trong số này, Công Phượng chính là tâm điểm chú ý khi anh ghi bàn trở lại cho đội tuyển Việt Nam sau 21 tháng thịt ngòi. Thế nhưng để phân tích về vẻ đẹp của bàn thắng này thì chỉ khen Công Phượng thôi là chưa đủ. Bởi ở đó còn có sự góp công lớn của một đường truyền sắc như dao cạo. Chỉ trong một tích tắc liếc nhìn thấy Công Phượng đang bắt đầu chạy chỗ, một cú tỉa bóng cắt ngang đội hình đối phương đã được tạo nên, vừa vặn đến từng bước chạy của tiền đạo tuyển Việt Nam. Người tạo nên pha bóng đẳng cấp đó không ai khác chính là Hoàng Đức, cái tên vừa nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2023. Chứng kiến khoảnh khắc Hoàng Đức từ giữa sân vung chân trái vẽ nên một đường kiến tạo mang điểm 10, không ít người hâm mộ trên các diễn đàn bóng đá đã ví von đó là đường truyền mang dáng dấp của Messi. Và chỉ 4 phút sau, nhát dao cạo sắc lẹm cho Công Phượng ghi bàn, Hoàng Đức lại khiến tất cả phải trầm trồ thán phục với một đường truyền ấn tượng khác. Từ sân nhà, ngay khi nhận thấy Tuấn Hải đang bứt tốc, Hoàng Đức lại dùng lòng trong chân trái của mình rót một đường bóng chuẩn xác vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ phải tuyển Palestine. Đường truyền với cự ly hơn 30m mở ra cơ hội đối mặt thủ môn đối phương cho Tuấn Hải. Đáng tiếc, cứ dứt điểm của tiền đạo tuyển Việt Nam lại không thắng.